Xin chào lớp 6A. Ở video này chúng ta sửa bài tập về nhà của thứ bảy ngày 22 tháng 7 vừa rồi ha. Với bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ điền các cái giới từ in, on, at, with and from to. In, on, at là ba giới từ chỉ thời gian mà chúng ta đã học ở hai tuần trước. Chúng ta có with với and và from từ đâu, to đến đâu ha. Ok. We start. Hello, I am Dylan. And this is my schedule for this week. Monday. Okay, Monday là một ngày. Bằng một ngày thì chúng ta sử dụng on. On Monday, I go swimming my friend Sally. Vào thứ hai, tôi đi bơi bạn của tôi Sally. Sẽ là with my friend Sally. Đi bơi với bạn của tôi Sally. The morning. The morning. Buổi sáng thì chúng ta sử dụng in. In the morning. Và buổi chiều, in the afternoon. I cook dinner 5 p.m. 6 p.m. Ok, đáng lẽ đây là giờ, giờ phút chính xác thì chúng ta dùng at. Nhưng mà bạn để ý này, chúng ta có 2 giờ không? 5 giờ, 6 giờ. Thì I cook dinner, tôi nấu buổi tối từ 5 giờ tới 6 giờ. Thì ở đây chúng ta không dùng at mà chúng ta sẽ dùng from, từ 5 giờ to 6 p.m. cho tới 6 giờ. Then 6:15 p.m. rồi bây giờ mới là tới vào lúc 6:15. Okay. Ở đây sẽ là at ha. Giờ phút chính xác at 6:15. My family, I, gia đình của tôi có buổi tối. My family and I have dinner. We watch TV the evening. Evening in the evening và buổi tối. And then go to bed 10 p.m. Giờ chính xác thì đây sẽ là at 10 p.m. Tuesday morning. Chúng ta có morning, đáng lẽ là chúng ta sẽ dùng in. Nhưng mà ở đây có Tuesday, thứ ba. Thì chúng ta sẽ dùng on Tuesday morning, vào sáng thứ ba. I visit my grandparents in Ho Chi Minh City noon. Noon. Noon đây là giữa trưa. Đây không phải là ngày giờ, không phải là giờ phút chính xác. Tuy nhiên cái thời gian này là thời gian xác định chính xác giữa trưa. Đây là một cách viết khác khi mà chúng ta muốn nói 12 giờ trưa. Nên chúng ta sử dụng at noon, vào lúc giữa trưa. We travel to Vũng Tàu City. It will be a great trip. Và đây sẽ là một chuyến đi rất là tuyệt vời. We come back home Saturday morning. Saturday morning. Ok, sáng thứ bảy. Cũng tương tự như là Tuesday morning. Ở đây chúng ta dùng on ha. We come back home on Saturday morning because I have an English class 19 o'clock. Và chúng tôi quay trở lại vào, chúng tôi quay về nhà vào sáng thứ bảy bởi vì tôi có một lớp học tiếng Anh. Đáng lẽ là at đúng không? Nhưng mà bạn lại thấy nè, 19 o'clock lúc 19 giờ đúng. 20:30 tới 20:30. Đây là một cái khoảng thời gian từ đâu tới đâu. Chúng ta sẽ dùng from 19 o'clock to 20:30. Evening, the evening sẽ là in the evening. Rồi, Sunday morning cũng sẽ là on ha. On Sunday morning, I go shopping. Và buổi chiều, in the afternoon, I go to a football game. Và buổi chiều thì tôi đi tới một cái trận bóng đá với bạn Hannah. With Hannah, my week is fun and joyful. Cái tuần của tôi thì rất là vui và tràn đầy niềm vui ha. Ok, sang bài tiếp theo, chúng ta sẽ chia các từ sau trong ngoặc. Right, vậy thì chúng ta xem câu 1 ha. Chúng ta sẽ phải chọn to be phù hợp với cái ngôi she này. Và xem thử sẽ đặt ở đâu ha. Chúng ta có trạng từ thời gian đi sau to be và đi trước động từ thường. She thì chúng ta sẽ dùng she is. Right. Trạng từ thời gian đi sau to be. She is always polite on the phone. She is always polite. Chúng ta có polite. Lịch sự. She is always polite on the phone. Cô ấy luôn luôn lịch sự khi nghe điện thoại. My father. Trạng từ thời gian đi sau to be và đi trước động từ thường. Ok, và đây đi trước sẽ là always drink
My father chỉ là một người thôi thì chúng ta sẽ thêm s hoặc là as cho động từ ha. Ở đây father drink thì chúng ta thêm s. My father always drinks a cup of coffee in the morning. Bố tôi thì thường hay uống một ly cà phê vào buổi sáng. But my mother never. Mother thì sẽ là never, never does so. Nhưng mà mẹ tôi thì không bao giờ làm như thế. Never does so. Peter not always watch. Rồi, trạng từ thời gian đi sau to be và đi trước động từ thường. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ chuyển sang câu bị động đúng không? Và chúng ta đã thống nhất là trạng từ thời gian sẽ đi sau trợ động từ luôn nhé. Peter có not đúng không? Bị định. Phủ định của nó sẽ là does. Peter là ngôi thứ ba xếp thì chúng ta sẽ dùng doesn't. Always, trạng từ thời gian đi sau to be, sau trợ động từ luôn. Và đi trước động từ thường doesn't always watch. Ở đằng trước đã có S rồi, thì đằng sau không thêm nhái nữa ha. Doesn't always watch football on TV. Peter không phải lúc nào cũng xem TV ở trên bóng đá. Next one, bài này, câu số 4. Đây là một câu có dấu hỏi chấm. Đây là một câu nghi vấn. Chủ ngữ là you, thì chúng ta sẽ đưa ra đằng trước ha. Do you. Trạng từ thời gian đi sau to be và đi trước động từ do you usually listen to music in your free time? Bạn có thường hay nghe nhạc vào lúc bạn rảnh rỗi không? Đây lại là một câu hỏi nữa nhưng mà có từ để hỏi là where. You often play đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ đặt trợ động từ do you rồi tới trạng từ thời gian vì nó đi trước động từ thường do you often play piano with your friends. Bạn có thường hay chơi piano với bạn của bạn không? Next one. Bài tiếp theo, đặt câu hỏi cho phần gạch chân. Muốn đặt câu hỏi cho phần gạch chân, ta sẽ tiến hành hai bước. Bước thứ nhất, chuyển câu đó sang câu hỏi. Và bước thứ hai, thay phần gạch chân thành từ WH. Ok, chuyển câu này thành câu hỏi ha, hay câu nghi vấn ha. Ở đây là động từ thường đúng không? Thì chúng ta sẽ động từ thường với chủ ngữ là my mother. Thì trợ động từ chúng ta sẽ dùng là does. Mà chúng ta không thể dùng my mother nữa, không thể hỏi mẹ của tôi. Mình sẽ là your mother. Does your mother often drink tea in the morning? Đây. Chúng ta sẽ hỏi thay ha. Không dùng my mother, không hỏi mẹ của tôi nữa. Mình sẽ là mẹ của bạn ha. Hỏi ngược lại chứ. Thì chúng ta không thể hỏi bản thân mình được. Rồi, tiếp theo, chúng ta qua bước tiếp theo này. Sau đó chúng ta sẽ thay từ gạch chân. Ở đây là often, chỉ tần suất. Có thường hay làm hay không? Thì chúng ta sẽ hỏi là how often. How often does your mother drink tea in the morning? Và một cái lưu ý của câu này đó là chúng ta đã thêm s đằng trước thì đằng sau không thêm nhái nữa ha. Chúng ta bỏ s của drinks ở đây nhé. Ok, next one. Cũng với câu tương tự ha. Does your mother, my mother often drink tea in the morning? Nhưng mà lần này, câu này không phải gạch chân ở often, mà sẽ là tea. Does your mother drink, often drink tea in the morning? Tea là trà. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chúng ta có mẹ tôi thường hay uống trà vào buổi sáng. Vậy thì sẽ hỏi trà thì sẽ là mẹ tôi uống thường hay uống cái gì vào buổi sáng thì chúng ta sẽ thay thành what. What does your mother often drink in the morning? Ok, cũng là câu này ha. My mother often drink tea in the morning. Nhưng mà thành phần gạch chân bây giờ không còn là tea nữa, mà là in the morning, vào buổi sáng. Mẹ của bạn, mẹ tôi uống trà vào buổi sáng. Vậy thì chúng ta muốn đặt câu hỏi cho vào buổi sáng thì chúng ta sẽ thay thành khi nào. Right, khi nào. Thì ở đây
Khi nào thì chúng ta sẽ dùng từ when ha. When, khi nào. Sẽ là thay thành when does your mother often drink tea? Mẹ của bạn thường hay uống trà vào lúc nào, khi nào. Next one. It is 3 o'clock. Câu này là một câu sử dụng to be. Sử dụng to be thì chúng ta đặt câu hỏi nó cũng sẽ dễ dàng thôi. Chuyển sang câu hỏi cũng dễ dàng thôi ha. Chúng ta sẽ đưa to be ra đằng trước chủ ngữ để thành lập câu hỏi. Đưa to be ra đằng trước ở đây sẽ là is it? Is it 3 o'clock? It is 3 o'clock. Bây giờ là 3 giờ. Is it 3 o'clock? 3 giờ rồi, có phải không? Và đặt câu hỏi 3 o'clock thì chúng ta sẽ thay thành mấy giờ? What time? What time is it? Giờ là mấy giờ? What time is it? Okay, it is 3 o'clock. Bây giờ là 3 giờ. Thế muốn hỏi 3 giờ thì bây giờ là mấy giờ? What time is it? Go on, chúng ta có câu my house is in Biên Hòa City. Nhà của tôi thì ở thành phố Biên Hòa. Đây là một câu, lại là một câu sử dụng to be nữa. Thì chúng ta sẽ đưa to be ra trước chủ ngữ thôi ha. Is, nhưng mà chúng ta không thể hỏi là nhà của tôi ở Biên Hòa phải không? Không thể tự hỏi như thế được. Không thể tự hỏi bản thân như thế được. Chúng ta sẽ hỏi là is your house in Biên Hòa City? Nhà của bạn ở thành phố Biên Hòa có phải không? Rồi, và chúng ta sẽ thay phần gạch chân bằng từ với đáp H ha. Biên Hòa City. Nhà của tôi ở Biên Hòa, ở thành phố Biên Hòa. Thế nhà của bạn ở đâu? Where is your house? Where is your house? Và chúng ta có thể lược bỏ chữ in này luôn ha. Where is your house là được rồi ha. Nhà của bạn ở đâu? Nhà của tôi ở thành phố Biên Hòa. Ok. Thì các bạn hãy cùng xem lại kết quả thầy đã sửa bài ở đây để chúng ta đối chiếu với bài của mình vừa làm ha. Okay, so that's all for this video.